Bậy rồi, chết dở rồi. Bồ, tại sao mày ỉa bậy? Nhà vệ sinh ra ngoài kia ỉa cơ mà. Tại sao ỉa bậy? Tại sao? Ra kia nhìn, nhanh. Đi ra ngoài kia. Thế thì mày ở nhà nhá. Mày ở nhà nhá. Nhìn gì? Không đúng à? Ỉa bậy đi. Đi ra hót ngay. Ra nhặt lên. Nhanh. Tại sao lại ỉa bậy? Cửa mở như thế rồi, tại sao không đi ra ngoài ỉa? Mà lại ỉa trong nhà. Tại sao? Bao nhiêu ngày ỉa ở bên ngoài, tại sao mà hôm nay lại ỉa trong nhà? Lý do? Nói lên xem nào. Bình thường biết mở mồm cơ mà. Là cho đi ỉa cơ mà. Ừ, mà hôm nay tại sao im lặng? Mà ừ, mở cửa rồi tại sao lại còn cố tình ỉa trong nhà? Là thế nào? Cố tình à? Phải cố tình không? Chết dở rồi. Thế thì ở nhà nhá. Đéo cho đi chơi nhỉ. Ở nhà đi. Mày không phải tớn tớn. Thấy đi chơi là mày tớn tớn gì? Mày ỉa bậy ấy. Làm ruộng. Nhìn này. Ỉa bậy ấy. Ỉa bậy là một cái tội rất là nặng. Con ỉa bậy này. Tại sao? Tại sao? Tí mày cho mày ở nhà. Không cho mày đi nữa. Toàn nghịch thôi. Toàn hay cáu kỉnh ra. Thế mà lúc ỉa cái thì ỉa bậy cái là nó nằm im thêm thít. Chạy tót lên đây. Ỉa được bậy bắt đầu lăn lộn rồi là đi. Thoải mái à? Cảm thấy hài lòng vậy không? Tao từ sau mà thấy mày ỉa bậy đuổi tống cổ mày ra ngoài. Cho mày đi ra ngoài đường. Không cho mày trong nhà ở nữa. Cho mày đứng ngoài rét luôn. Nghe chưa? Đứng ở bên ngoài đóng cửa lại. Cho biết thế nào là rét, thế nào là ỉa bậy. Nghe chưa? Tao tha cho mày đấy nhé.